Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Tuân Cuồng Chân. Bây giờ là 10:35 mà Sài Gòn lúc nãy nó đang mưa. Hình như là bắt đầu bước vào mùa mưa của Sài Gòn nên là trời nó cứ mưa nắng rất rất là thất thường, mà các bạn hiểu là trời Sài Gòn nó vừa mưa cái bây giờ nó đang nắng chang chang. Và nếu như các bạn nào mà đang ở Sài Gòn á thì đi ra ngoài nhớ mang áo mưa nha, chứ mưa nắng bất chợt lắm. Và hôm nay sẽ là một cái vlog nói về những cái ứng dụng sẽ giúp ích cho các bạn trong chuyến đi du lịch. Mình sẽ chia một cái chuyến đi du lịch thành ba giai đoạn, đó là giai đoạn trước chuyến đi, giai đoạn trong lúc đang đi và giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn sau khi đi. Vậy trước chuyến đi thì nên sử dụng những ứng dụng nào? Đầu tiên là các bạn phải tìm hiểu về thông tin về cái điểm mà mình sắp đi. Tìm hiểu qua đâu? Đương nhiên là tìm hiểu qua những cái người mà đã đi trước. Ba cái ứng dụng này sẽ giúp các bạn là tìm ra những cái bài viết của những người đi trước, đó là Facebook, Google Chrome và YouTube. Đối với Facebook thì các bạn follow những cái người mà hay đi du lịch, ví dụ như là Đinh Hằng hoặc là mình cũng cũng hay đi du lịch, thì các bạn vào đó các bạn coi những cái album mà người ta đã đi rồi. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ có những cái album về Phú Quý này, về Ninh Thuận này, về Bali này, về Bhutan, về Nhật Bản này, rồi về Nepal chẳng hạn. Đó là những cái mà album mà mình đã đi và mình chia sẻ cho các bạn, lên đó các bạn tham khảo. Nếu như mà có cái điểm đến của bạn thì là những cái thông tin rất là bổ ích cho các bạn. Ứng dụng thứ hai đó là Google Chrome. Với Google Chrome thì các bạn lên Google, các bạn search từ khóa mà cái điểm mà bạn muốn đi, hoặc là các bạn là biết trực tiếp một cái blog của người nào đó, các bạn có thể vào đó coi và xem người ta đã đi điểm đó chưa. Nếu có rồi thì các bạn có thể vào tìm hiểu. Ứng dụng thứ ba đó là YouTube. Thì đối với YouTube thì các bạn sẽ lên coi những cái video mà những cái YouTuber người ta đi trước, người ta đã trải nghiệm rồi, và xem những cái trải nghiệm của họ có những cái gì hay ho, mình có thể là tham khảo để bổ sung vào chuyến đi của mình nó tốt hơn. Nhưng mà để tìm hiểu thông tin về điểm đến của các bạn thì các bạn có thể sử dụng một cái app đó là TripAdvisor. Thì cái app này nó quá chất lượng rồi, mình khỏi cần bàn về cái app này luôn. Gần như là mình đi nước ngoài thì hoàn toàn là mình sử dụng cái app này để xem người ta review ở trên đó là chỗ nào nên ăn, chỗ nào ví dụ như mình sẽ Bangkok đi, chỗ nào nên ăn, chỗ nào có cái gì hay ho chẳng hạn. Đó, Bangkok này, đó nó sẽ hiện ra toàn bộ thông tin về cái tất cả kết quả này. Mình muốn coi nhà hàng này, đó thì mình muốn hoạt động giải trí này, chuyến tham quan này, đó nó sẽ hiện ra địa điểm du lịch. Đó, nó sẽ hiện ra toàn bộ những cái thông tin mà các bạn muốn tìm hiểu về một cái địa điểm nào đó. Sau khi mà các bạn đã tìm hiểu thông tin về cái chuyến đi của các bạn rồi thì các bạn lên lịch trình. Đối với mình hoặc là những cái người mà người ta không có đi làm giờ hành chính, người ta làm freelance hoặc người ta làm YouTuber, người ta làm blogger, thì cái khoảng thời gian người ta khá là linh động, không bị gò bó thời gian, thì thường người ta sẽ ít lên lịch trình lắm. Ví dụ như mình thì mình cũng sẽ ít lên lịch trình. Tuy nhiên đối với những cái bạn mà đi làm việc công sở này, các bạn đang đi học này, cái quỹ thời gian của bạn ít, ví dụ như cuối tuần hoặc là xin được nghỉ phép bao nhiêu ngày đó, thì cái việc lên lịch trình ngày một làm gì đi đâu nó rất là bổ ích, tại vì các bạn sẽ không bị gọi là phí cái quỹ thời gian của mình. Ứng dụng mà giúp các bạn lên lịch trình đơn giản nhất đó là cái note của điện thoại đã có sẵn. Ví dụ như là nếu như các bạn xài iPhone thì có sẵn cái note của iPhone, các bạn ghi được vào đó ngày một đi đâu, làm gì, check in địa chỉ nào, mua vé ở đâu, thì cái đó là giúp các bạn nó trực tiếp trên máy luôn, và các bạn mở ra coi rất là tiện lợi ha. Sau khi mà các bạn đã lên lịch trình rồi thì việc tiếp theo là các bạn book vé máy bay, đúng không? Bây giờ làm sao mà biết được là cái hãng vé máy bay nào mà đang gọi là bán cái chặng đó rẻ nhất, cái chặng mà từ các bạn muốn đi rẻ nhất? Bây giờ có hàng chục hàng trăm cái hãng máy bay, không lẽ các bạn lên mà search tất cả những cái hãng đó để biết là cái nào rẻ nhất thì nó rất là mất thời gian. Sẽ có những cái ứng dụng trung gian, ví dụ như là mình xài Skyscanner để search những cái chặng bay quốc tế để xem là ở cái địa điểm mình muốn tới thì cái hãng nào đang bán vé rẻ nhất. Bây giờ mình ví dụ mình sẽ search từ Kuala Lumpur qua Maldives, mình đang muốn đi Maldives, thì đây mình sẽ biết được là Acer đang bán là 5 triệu 5 5 triệu 531 rẻ nhất ha.
đó thì nó cũng sẽ có những cái scoot nè cũng đang là bán 5 triệu 7 nè, rồi ngoài ra nó sẽ có những cái hãng khác thì mình biết được Acer đang bán vé rẻ nhất ha. Ngoài ra thì đối với trong nước thì các bạn có thể search Traveloka. Traveloka cũng là một cái ứng dụng OTA thì phải, là giúp các bạn book vé thông qua một cái ứng dụng này. Các bạn vào đây ha, các bạn search đó Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh ha. Mình đang biết là Jetstar bán vé rẻ nhất này, đến Vietjet này, Vietnam Airlines này. Đó thì mình biết được là cái hãng nào đang bán vé rẻ nhất. Đó là một cách để so sánh vé rất là đơn giản đúng không? Không cần phải đi search tất cả các hãng ha. Sau khi mà các bạn là search được và biết được cái hãng nào bán vé rẻ nhất rồi thì việc thứ thứ mấy ta? Thứ nhất là thứ ba, thứ tư là các bạn mua vé máy bay. Thì ví dụ như lúc nãy là mình search được là Maldives đi từ Kuala Lumpur, tại vì từ Việt Nam không có chặng bay thẳng qua Maldives nên phải bay từ Kuala Lumpur, thì mình đang biết là Kuala Lumpur Asia đang bán vé rẻ nhất ha. Thì đó mình lên Asia này, mình vào trực tiếp ở trên Asia mình mua vé luôn. Đâu. Không biết là vé nó khớp không. Đó mình search ở đây. Đó đó mình chọn ở đây ha, mình chọn xong rồi mình mua ở trên này luôn. À, nếu như các bạn muốn mua thông qua một cái app khác như là Travel OK chẳng hạn thì các bạn có thể mua được đó, nhưng mà mình thích mua ở trên cái trang trực tiếp của hãng, cái app trực tiếp của hãng hơn. Như vậy nó cũng không biết nó sao, nhưng mà mình có thói quen là mua trực tiếp trên cái app của hãng. Sau khi mà các bạn đã book vé máy bay xong thì việc tiếp theo đi, mình cũng chả nhớ là việc thứ mấy nữa. Việc tiếp theo là các bạn là book khách sạn đúng không? Hai cái ứng dụng mà book khách sạn nổi tiếng nhất đó là Agoda và Booking ha. Mình sẽ so sánh một xíu về hai cái ứng dụng này như thế nào. Đối với Booking, các bạn có thể là không cần phải thanh toán trước ha. Các bạn không cần phải thanh toán trước mà các bạn tới đó các bạn có thể thanh toán. Đối với lại Agoda thì đa phần là các bạn phải thanh toán trước bằng thẻ Visa. Một số khách sạn thì vẫn cho là thanh toán sau, nhưng mà đa phần là bắt buộc thanh toán trước trên Agoda. Nhưng mà đối với lại Booking thì mình lưu ý các bạn một xíu là khi mà các bạn book á, thì các bạn phải coi là cái điều kiện mà hủy miễn phí này, thì các bạn phải coi được là cái thời gian mình hủy miễn phí là bao lâu. Ví dụ như là hôm nay là mình book là ngày 18 tháng 5, nhưng mà bạn phải hủy trước ngày 10 tháng 5 thì mới được miễn phí. Còn nếu như mà bạn hủy sau ngày 10 tháng 5 thì bạn bị tính phí bao nhiêu phần trăm đó, thì các bạn nên coi kỹ cái phần đó để gọi là không bị mất tiền. Mà nếu như nói đúng ra là không bị mất tiền ngu á, không bị mất cái khoản tiền mà không đâu vào đâu á, nên là bạn chú ý là cái phần đó là được rồi. Một cái ứng dụng nữa mà mình nghĩ là ít người xài nếu như các bạn không đi nhiều đó là Airbnb. Airbnb là một cái dạng mà giống như là không phải là doanh nghiệp á, những cái người mà cá nhân người ta đang muốn cho thuê lại cái căn hộ của mình, người ta decor ra rồi người ta cho thuê lại nhà rồi cho thuê lại căn hộ của mình, và một cái dạng mà giống như kiểu như là cho ké nhưng mà tính tiền á. Nhưng mà càng ngày thì Airbnb thì phát triển thêm một cái bước mới là gần như là trở thành một cái dịch vụ lưu trú rồi, chứ không phải là như tiền thân ban đầu. Thì các bạn cũng có thể là lên Airbnb để book phòng, tuy nhiên Airbnb thì các bạn phải thanh toán trước 100%, đó là chính xác luôn. Đó là tất cả những cái ứng dụng mà mình hay xài trước chuyến đi, và tiếp theo là những cái ứng dụng mà mình hay sử dụng trong lúc đi. Lúc đi thì mình hay sử dụng là TripAdvisor nhiều nhất, tại vì mà để làm gì, để tới đó mình sẽ mở cái ứng dụng này lên và mình search xung quanh mình á, gần đây này, tại vì mình đã tới đó rồi mình sẽ biết được là xung quanh mình đang có những cái gì hay ho này kia, thì mình mở cái đó mình chọn gần đây ha, gần đây ha, xem ở cái địa điểm mình đang đứng bán kính bao nhiêu mét km đó thì có những cái gì hay ho, và mình tới đó mình chơi ha, mình tới đó mình ăn chẳng hạn. Đó là những cái ý, gọi là gợi ý của những cái người đi trước mà người ta đã đánh giá ở đó rất là chất lượng rồi. Đối với Việt Nam thì các bạn cũng có thể là một cái app tương tự ví như là Foodie ha. Foodie cũng là một có một cái app tương tự. Ví dụ như các bạn đi ở Việt Nam thì TripAdvisor nhiều khi nó chỉ phù hợp cho những tụi Tây thôi. Người Việt Nam lại có những cái nhu cầu khác, thì các bạn có thể là lên Foodie để các bạn coi là xung quanh mình có những cái chỗ nhà nào ngon, các bạn có thể lên đó ăn. Thêm một cái ứng dụng nữa mà các bạn sử dụng trong chuyến đi đó là
Google Maps đương nhiên. Tuy nhiên á, để sử dụng Google Maps tốt nhất á, là các bạn nên download offline cái map đó về. Ví dụ như bây giờ mình search Kuala Lumpur đi ha, Bangkok đi. Đó, mình search Bangkok và mình sẽ download toàn bộ những cái địa điểm ở Bangkok này về, để khi qua bên đó trong trường hợp mình không có mạng thì mình vẫn có thể search được. Đó, đúng không? Đó, nó sẽ đây, mình sẽ download toàn bộ đây về, mình bấm download thì khi qua đó không cần có mạng bạn mình có thể search được ha, rất là tiện lợi. Đó là một cái mẹo để các bạn sử dụng Google Maps nó gọi là tối ưu nhất nha. Sau khi mà Google Maps xong thì mình sẽ một cái app nữa các bạn sử dụng là Grab. Grab là một trong những cái ứng dụng mà các bạn không cần phải trả giá khi mà đi nước ngoài hoặc là ở Việt Nam cũng được. Ví dụ như những thành phố lớn Huế, Đà Nẵng, rồi Phan Thiết, Sài Gòn, Hà Nội, đó là những cái thành phố mà sử dụng Grab nhiều thì các bạn sử dụng Grab, các bạn di chuyển nó sẽ tiện lợi hơn, không cần phải trả giá, không biết là mình bị hớ hay không. Đó, đó là những cái app mà mình hay sử dụng trên đường đi. Mình cũng nói luôn về những cái ứng dụng này, thay vì là mình cho vào sau chuyến đi ha, nhưng mà ví dụ như các bạn đi trên đường, các bạn chụp hình đẹp thì các bạn muốn đăng lên Facebook liền, các bạn muốn đăng lên Instagram nhiều liền, hoặc là các bạn muốn làm một cái video về chuyến đi của mình ngay thời điểm đó, tại vì mình đang hứng mà mình đăng luôn, thì cái này có thể sử dụng trong chuyến đi và sau chuyến đi luôn. Đó là VS Go này. VS Go thì các bạn ví dụ như ở đây mình có những cái chuyến đi của mình, các bạn có thể lên đây các bạn chỉnh màu cho nó lung linh slim lên đó, chỉnh màu cho nó lung linh lên để đăng lên nó nhiều like ha, nhiều like nó cũng có cái hay của nó đó. Chẳng hạn nếu như mà các bạn không xài VS Go thì các bạn cũng có thể là xài Snapseed. Snapseed là một cái ứng dụng chỉnh hình thôi đó. Mình ví dụ như là bây giờ mình chỉnh một cái hình của mình ở đây, lâu quá. Đó, ví dụ như đây mình chỉnh cái hình của mình chỉnh sao cho nó ảo diệu nhất để mình đăng lên cũng là một cái hay. Riêng về những cái ứng dụng về chỉnh hình thì chắc mình sẽ làm một cái video khác cho các bạn nó chi tiết hơn. Nếu như các bạn mà muốn làm một cái video nó lung linh slim thì các bạn có thể sử dụng là Viva Video, có rất là nhiều app nhưng mà mình thấy cái này nó ok nhất thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn coi. Rồi, đó là tất cả những cái ứng dụng mà mình hay sử dụng khi đi du lịch, và đương nhiên nó rất là thiếu rất là nhiều cái. Người thì thích sử dụng những cái ứng dụng này, người thích sử dụng những ứng dụng khác. Nếu như các bạn có những ứng dụng nào hay thì các bạn có thể comment ở bên dưới. Và nếu như các bạn thích video này, các bạn nhớ like và nhớ nhấn subscribe và đừng quên những cái chuông bên cạnh. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.